Kính thưa quý khán giả, làm gì khi Mỹ chưa công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường? Đây chính là tiêu điểm được báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính phân tích trong bản tin Chuyển động kinh tế góc nhìn chuyên gia hôm nay. Qua bình luận của tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên, nguyên tổ trưởng tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, và luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch công ty luật SB Law, mời quý khán giả cùng bắt đầu theo dõi. Thưa quý khán giả, tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên nhìn nhận, việc Mỹ không công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường không phải do nước ta chưa có nền kinh tế thị trường, mà vì nhiều lý do khác. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận dưới góc độ tích cực của vấn đề, thì đây sẽ là động lực cho cả cơ quan quản lý và doanh nghiệp nỗ lực nhiều hơn nữa. Thực ra không chỉ bây giờ mà nhiều quốc gia đã công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường từ hàng chục năm trước, như Singapore và các nước ASEAN công nhận từ 17 năm trước vào năm 2007. Australia, New Zealand, Hàn Quốc công nhận từ 14 đến 15 năm trước vào giai đoạn 2008-2009, Nhật Bản từ 13 năm trước vào năm 2011, Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland từ 12 năm trước vào năm 2012, Canada, Israel từ 8 năm trước vào năm 2016, và mới đây là Anh Quốc công nhận vào năm 2023. Hiện cho đến nay đã có tới 72 quốc gia trên thế giới công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường. Đây là những nước đã được công nhận là nền kinh tế thị trường và họ công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường xuất phát từ sự thật với lợi ích chính đáng của doanh nghiệp Việt và người tiêu dùng nước họ trong quan hệ cùng có lợi với Việt Nam. Do vậy, theo ông Kiên, việc Mỹ chưa công nhận nước ta có nền kinh tế thị trường không phải do nước ta chưa có nền kinh tế thị trường mà chủ yếu do sức ép của một số nhóm lợi ích không muốn hàng hóa của Việt Nam cạnh tranh bình đẳng với hàng hóa của họ và muốn sử dụng công cụ phi thị trường để gây sức ép đối với Việt Nam. Khi chưa công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường, Mỹ sẽ không công nhận những chi phí sản xuất thực tế của doanh nghiệp Việt Nam, mà phải sử dụng giá trị thay thế của một nước thứ ba để tính toán biên độ áp thuế, thường cao gấp nhiều lần, thậm chí cao hàng chục lần mức thuế bình thường. Tóm lại, Mỹ sẽ tiếp tục phân biệt đối xử với hàng hóa Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ thông qua những cuộc điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp. Lý giải cho điều này, tiến sĩ Kiên cho biết chưa nên quá lo lắng. Hiện nay, hoạt động kinh tế giữa Việt Nam và Mỹ vẫn khả quan. Năm 2023, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch xuất khẩu 97 tỷ đô la Mỹ, chiếm 27% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Ngược lại, Mỹ tuy chưa nằm trong danh sách các nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam, nhưng giá trị Mỹ đầu tư vào Việt Nam rất lớn, nên họ cần phải tính tới hoạt động của các công ty đa quốc gia. Tiêu biểu là PepsiCo và Coca-Cola, hai doanh nghiệp khổng lồ của Mỹ. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực điện tử, giày da, may mặc có chuỗi sản xuất toàn cầu thì họ không đầu tư vào Việt Nam dưới hình thức lập nhà máy trực tiếp mà thường yêu cầu nhà cung cấp phải sản xuất tại Việt Nam. Ở một góc nhìn khác, nền kinh tế thị trường sẽ được mở ra trong tương lai gần. Đó là vừa qua có tới hơn 40 tổ chức cá nhân, hiệp hội doanh nghiệp, thương mại Mỹ đã bày tỏ ý kiến ủng hộ mạnh mẽ việc công nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường, trong đó có những tổ chức uy tín đại diện cho các doanh nghiệp Mỹ. Như tiến sĩ Kiên phân tích, cứ nhìn vào sự xuất hiện của các đoàn doanh nghiệp và các doanh nhân hàng đầu nước Mỹ đến Việt Nam sẽ thấy vẫn khá tích cực cho quan hệ hai nước. Bên cạnh đó là quan hệ song phương Việt-Mỹ hiện nay đang rất tốt. Việt Nam và Mỹ hiện đã chính thức nâng cấp mối quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện. Thực ra, triển vọng phục hồi tăng trưởng nền kinh tế Việt Nam ở trung và dài hạn được các tổ chức quốc tế đánh giá tích cực. Đặc biệt, thể chế môi trường đầu tư kinh doanh vẫn được Quốc hội Chính phủ tiếp tục quan tâm, kiên trì cải thiện trong suốt những năm qua. Một ví dụ rất thiết thực là khi bắt đầu áp dụng chính sách thuế tối thiểu toàn cầu, Chính phủ đã thiết kế gói chính sách riêng cho doanh nghiệp FDI. Đó là câu chuyện đường dài. Còn trước mắt Mỹ chưa công nhận không có nghĩa là sẽ không công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Do vậy, các cơ quan như Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch Đầu tư cần nghiên cứu, phân tích các lập luận trong báo cáo đánh giá nền kinh tế Việt Nam của Bộ Thương mại Mỹ để tiếp tục hoàn thiện lập luận, đặc biệt là yêu cầu Bộ Thương mại Mỹ sớm xem xét lại quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. Đồng thời, các cơ quan nhà nước cần đồng hành cùng các doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Mỹ trong các vụ việc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp để đảm bảo lợi ích cao nhất cho doanh nghiệp Việt Nam. Ở khía cạnh pháp lý, luật sư Nguyễn Thanh Hà cho rằng, quyết định của Bộ Thương mại Mỹ tiếp tục xếp Việt Nam vào danh sách các nước có nền kinh tế phi thị trường quả là một điều đáng tiếc. Trong bối cảnh nhiều nước trong G7 đã công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường, và như vậy sẽ có tác động lớn đến các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam.
Điều này đồng nghĩa với việc hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều vụ kiện phòng vệ thương mại tại Mỹ, như thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp, chống lẩn tránh xuất xứ, nhất là khi chúng ta đang đối mặt. Và nếu tiếp tục bị điều tra và áp thuế chống bán phá giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc lập kế hoạch sản xuất và kinh doanh, tốn chi phí pháp lý, mất thời gian để giải trình với cơ quan chức năng Mỹ. Và khi bị áp dụng các biện pháp này, thuế sẽ tăng, làm giảm tính cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam và có nguy cơ bị mất thị trường. Ngoài ra, các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro và bất ổn hơn khi tiếp cận và kinh doanh trên thị trường Mỹ, như quy trình xuất khẩu hàng hóa, thông quan hàng hóa vào Mỹ sẽ lâu hơn, phức tạp hơn và chi phí tuân thủ các quy trình thủ tục sẽ nhiều hơn so với các nước có mặt hàng tương đối cạnh tranh đối với Việt Nam. Trước việc Bộ Thương mại Mỹ vẫn chưa xếp Việt Nam là nền kinh tế thị trường, Bộ Công Thương đã khuyến cáo xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào thị trường Mỹ sẽ còn tiếp tục bị phân biệt đối xử trong các vụ điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp của Mỹ. Chi phí sản xuất thực tế của doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục không được công nhận, mà phải sử dụng giá trị thay thế của một nước thứ ba để tính toán biên độ bán phá giá. Theo luật sư Hà, để có thể đảm bảo được quyền lợi của mình trong các vụ kiện phòng vệ thương mại tại Mỹ, các doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động và chuẩn bị kỹ lưỡng các vấn đề. Thứ nhất, doanh nghiệp cần nâng cao hiểu biết về luật pháp và quy định thương mại quốc tế, trang bị cập nhật kiến thức về các quy định pháp luật về phòng vệ thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO nói chung và Mỹ nói riêng. Thứ hai, cần xây dựng mối quan hệ tham gia hợp tác các hiệp hội liên quan tại Mỹ để có thêm thông tin, tăng cường trao đổi, sự hỗ trợ và tư vấn chuyên môn khi cần thiết, tránh việc các doanh nghiệp Mỹ khởi kiện. Thứ ba, cần tăng cường minh bạch tài chính và quản trị của doanh nghiệp. Việc xây dựng và duy trì hệ thống quản lý tài chính minh bạch, tuân thủ các chuẩn mực kế toán quốc tế để tránh bị cáo buộc về trợ giá hoặc bán phá giá. Thứ tư, doanh nghiệp cũng cần xây dựng các kịch bản và kế hoạch để ứng phó với các quyết định phòng vệ thương mại, bao gồm việc tìm kiếm thị trường thay thế, điều chỉnh chiến lược kinh doanh và tối ưu hóa chuỗi cung ứng. Thực ra, những tiến bộ của Việt Nam trong thời gian vừa qua để hướng tới nền kinh tế thị trường là không thể phủ nhận. Điều này được minh chứng khi các tập đoàn lớn của Mỹ như Apple, Google, Intel đã đầu tư và mở rộng đầu tư vào Việt Nam, cho thấy chúng ta có môi trường đầu tư kinh doanh tốt, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của những doanh nghiệp này. Theo luật sư Hà, những lý do được phía Mỹ đưa ra là Việt Nam vẫn sử dụng nhiều biện pháp hành chính như trần lãi suất, trùm tín dụng và kiểm soát giá cả đối với điện, xăng dầu, vàng. Điều này ảnh hưởng đến đánh giá của Mỹ. Do vậy, để có thể chuẩn bị cho lần xét duyệt nền kinh tế thị trường tiếp theo, chúng ta cần tập trung vào tạo lập môi trường kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nghiên cứu kỹ những điểm mà phía Mỹ nêu ra, điểm nào chúng ta khắc phục được, chúng ta cũng đưa ra lộ trình, điểm nào cần trao đổi thì chúng ta tổ chức các cuộc đàm phán và đối thoại với Mỹ để giải quyết các vấn đề còn tồn tại và chứng minh những tiến bộ của Việt Nam. Việt Nam cũng đã đáp ứng nhiều tiêu chí của Mỹ như khả năng chuyển đổi tiền tệ, thương lượng tự do và tạo điều kiện cho đầu tư nước ngoài. Chúng ta phải làm sâu sắc thêm những điểm này trong những lần đàm phán và chuẩn bị hồ sơ sắp tới. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho bản tin chuyển động kinh tế góc nhìn chuyên gia của báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính hôm nay. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại.